Ngày 5 tháng 7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 tại thành phố Châu Đốc. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo kết quả công tác quy hoạch và xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022 của các đơn vị và qua kiểm tra thực tế, Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Quý viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang ghi nhận và đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện xây dựng các hạng mục trong sở chỉ huy, chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố châu đốc năm 2022. Đồng thời, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh diễn tập khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Vì thế, các đơn vị cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị mình. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyển tập khu vực phòng thủ thành phố Châu Đốc năm 2022, đồng chí Đại tá Nguyễn Nhân Lèo, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo chuyển tập khu vực phòng thủ thành phố Châu Đốc tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, trong đó để nhanh tiến độ xây dựng sở chỉ huy chuyển tập Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập, chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Dự kiến diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Châu Đốc sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2022.